Ủa mẹ ơi, nấm có phải là một loại rau không nè? Ừ, nấm rất bổ. Nhưng tại sao con không chọn một cái loại rau có màu xanh ăn cũng bổ vậy? Rau vừa đắng, còn phải dai nhiều lắm. Nấm lại mềm, lại thơm nữa. Hay là mình ăn nấm nha mẹ. Ừ, vậy đi nha. Hôm nay mẹ sẽ nhờ bắt đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nấu cho mình một món nè, vừa có rau nè, vừa có nấm nè, ăn rất bổ và rất ngon. Nhưng phải có sốt mayonnaise thì con mới chịu nha mẹ. Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày với sự tài trợ của công ty Ajinomoto Việt Nam. Và đặc biệt xin được gửi lời chào đến mẹ con chị Xuân, khán giả vừa đưa ra một đề toán hóc búa cho chương trình. Và không biết đầu bếp Thanh Vũ có trả lời được câu hỏi này hay không? Với yêu cầu của quý khán giả chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì các anh chị em đầu bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày dù khó cách mấy cũng phải ráng nghĩ ra một món. Rồi, vậy thì bây giờ anh có cái món gì chưa? Chắc chắn rồi, thưa các bạn. Đáp án cho bài toán hóc búa ngày hôm nay đó là món cải rổ xào nấm mayonnaise. Chúng ta có khoảng nửa ký cải rổ, 300g nấm đông cô tươi, cà rốt, tôm sú, dồi hào, tỏi băm, bột năng pha loãng, một số gia vị thông thường. Và đặc biệt theo yêu cầu của bé con của chị Xuân đó là sốt mayonnaise Aji Mayo. Đây là những cọng cải rổ anh đã bào thì thật là sạch. Anh bào anh gọt bỏ hết những cái vỏ xanh ở ngoài. Anh sẽ bắt lên đây một nước. Trong khi mình chờ nước sôi thì anh sẽ ướp tôm. Và đây là tôm sú anh đã làm sạch, lọc vỏ và chừa đuôi. Và mình sẽ ướp nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon, một muỗng cà phê tỏi băm và một chút tiêu, một muỗng canh sốt mayonnaise Aji Mayo. Bây giờ em thấy nước đã sôi mạnh rồi đó, anh sẽ cho vào đây khoảng một muỗng cà phê muối. Anh sẽ cho cái rổ và anh để nguyên cọng vào anh luộc luôn. Bây giờ anh sẽ cho tiếp cà rốt vào. Rồi bây giờ anh sẽ vớt cà rổ ra trước nha. Và sau khi xong như vậy, nguyên tắc kế tiếp là mình đi xả nước lạnh. Xong rồi phải không anh? Tới giai đoạn là anh sẽ xào. Sau khi dầu nóng chúng ta sẽ cho tỏi vào. Chúng ta xào cho thơm lên. Sau khi tỏi đã vàng thơm, chúng ta cho cải rổ, cà rốt. Anh Vũ ơi, anh Vũ xào nguyên một cây luôn thiệt á hả? Đúng vậy, anh xào luôn nguyên cây cái rổ và anh cho thêm nấm đông cô tươi vào luôn. Các bạn thân mến, khi chúng ta xào cải rổ thì chúng ta nên để nguyên cọng như vậy để chúng ta giữ được độ ngọt cũng như độ giòn và đặc biệt là giữ được cái độ bùi bùi của cái cọng cái rổ rất là hấp dẫn. À, chưa hết đâu, còn giữ được nhiều chất dinh dưỡng ở trong nữa đúng không anh? Đúng rồi. Bây giờ thì anh hạ lửa ha, sau khi chúng ta xào cải rổ cũng như nấm cà rốt có cái mùi thơm hơi sạm mặt như này, mình gọi là như vậy. Thì anh sẽ cho vào đây khoảng nửa muỗng canh dồi hào, 1/3 chén nước. Nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon và cuối cùng nửa muỗng canh bột năng pha loãng. Rồi, sau khi sốt đã sẵn sạch như vậy, anh sẽ cho các loại rau ra dĩa. Rồi bây giờ là tới công đoạn cuối cùng, đó là anh sẽ xào tôm. Chảo dầu vừa nóng thôi các bạn, chúng ta sẽ cho tôm vào xào. Tôm đã ướp với sốt mayonnaise. Bắt đầu thấy mùi thơm thơm nhẹ nhẹ bay lên rồi đó nha. Đấy. Các bạn thân mến, khi chúng ta ướp mayonnaise với tôm thì khi xào thì tôm sẽ dậy mùi rất là thơm và rất là lạ. Và đặc biệt nữa là tôm sẽ không bị khô. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ ướp tôm cùng với mayonnaise Aji Mayo. Như vậy thì tôm sẽ được áo một lớp mayonnaise ở bên ngoài, làm cho tôm không có bị khô nè, thơm ngon nè và bóng bẩy nhìn rất là đẹp mắt nữa. Còn một điều nữa quý vị à, như hồi nãy Minh Châu cũng đã để ý đó, thì hôm nay tôi sẽ xào rau với lại tôm riêng. Tại vì cái độ chín của tôm cũng như những cái rau củ quả này nó khác nhau. Chúng ta xào riêng để đảm bảo được là khi mà tôm chín thì rau cũng vừa chín giòn. Rồi anh sẽ cho ra dĩa như vậy. Bây giờ anh sẽ cắt nhỏ ra như vậy. Chúng ta chỉ cần ha dùng cái dao nhọn chúng ta cắt ra. Vậy là xong rồi phải không? Rồi chúng ta cứ việc bày ra dĩa thôi. Chúng ta bày cho màu sắc nó có màu xanh, màu đỏ, màu nâu này kia hài hòa luôn. Anh sẽ bắt sốt mayonnaise Aji Mayo theo yêu cầu của bé ha. Và cuối cùng anh sẽ cho một cái cọng ngò rí lên trên như vậy.
có một điều rất là đặc biệt. Đâu? Bé Minh Châu và mẹ Xuân đây. Wow, chào chị Ngọc Xuân và chào bé Minh Châu. Bắt tay với chú Vũ cái nè. Chú Vũ đã chuẩn bị sẵn một món rau gồm có rau xanh với nấm và đặc biệt có sốt mayonnaise nữa. Chú Vũ đã xào sẵn cho con rồi đó. Con nhìn thấy cái dĩa chú Vũ trang trí nè. Và chú Vũ cũng đã chuẩn bị sẵn một phần để cho con và mẹ thử và xem thử có ngon hay không. Hay là nói cho vị khán giả biết nha. Đồng ý không? Bây giờ chú Vũ sẽ làm ha. Sẽ gấp cho con dùng thử. Một con tôm nè. Rồi, mời chị Ngọc Xuân và bé Minh Châu cùng dùng thử và phát biểu cảm nghĩ. Wow. Sao? Bây giờ con thấy sao? Trên này thật ngon, giòn nữa, có thêm vị béo của sốt nữa. Wow. Còn chị Xuân thì sao ạ? Chị có thể nhận xét cho quý vị khán giả biết không? Rau và tôm vừa chín tới, màu sắc của món ăn cũng rất là hấp dẫn. Chú Vũ cũng cảm ơn con cũng như cảm ơn mẹ Xuân đã có những cái góp ý rất là hữu ích và rất mong nhận được những đóng góp của quý vị khán giả. Nếu như quý vị cũng muốn được xuất hiện trong gian bếp của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, được thưởng thức các món ăn ngon do đầu bếp của chúng tôi thực hiện, thì quý vị đừng ngần ngại gửi những yêu cầu của mình về cho chương trình ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 0838237557. Và chúng tôi rất mong là cả chị Xuân nè, cả bé nè và tất cả quý vị khán giả sẽ thường xuyên ghé thăm trang web mongonmoinhay.com hoặc tìm từ khóa món ngon mỗi ngày để đến trang web của chương trình để cập nhật những món ngon mà chúng tôi gửi đến cho quý vị. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Một lần nữa xin được cảm ơn chị Xuân nè, cảm ơn bé Minh Châu nè và đặc biệt là cảm ơn anh Vũ đã làm món ăn rất ngon ngày hôm nay nha. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.